Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai kể trên cả nước này trong kênh Cuộc Sống Hơn Rồi Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai khoảng mua mấy cây á cô chú anh chị. Mong với cô chú anh chị yêu thương. Hàng bonsai mini, thân lắc lượng đế quái đủ dáng đủ kiểu luôn cô chú nha. Cái này giờ mình ghép tay mấy cái giống mới giờ mình chơi ngon lành luôn hết cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin phép cô chú chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Em xin chào chị Thi ơi. Chào em Phương, em chào quý cô chú anh chị xem kênh ạ. Bữa nay em có lô phô mai vàng để giới thiệu với quý cô chú xem kênh này, mong quý cô chú xem kênh ủng hộ cho em ạ. Dạ. Em ở quốc lộ 91B, ngay trang quận Bình Thủy. Dạ, em xin số điện thoại của bà chủ ha. À, số điện thoại của em là 0937656767 ạ. Dạ, số Zalo cũng là số đó luôn ạ. Dạ. Lô mai vàng bông 89 cánh nha quý cô chú anh chị. Dạ. Bông đẹp ạ. Rồi mã số 1. Dạ. Vô là mã số 1 của quý cô chú anh chị. Cây thì lượng lắc cốt cành luôn cô chú anh chị ha. Đế nhỏ nhỏ vậy chứ nó dáng nó như dáng thú vậy ha cô chú anh chị. Giờ em xin số đo 3 dòng luôn nha bà chủ. Cây nhỏ nhưng mà nó già cây hết trơn. Mình thân 13. Dạ. Chiều cao của cây là 33. Dạ. Đường kính bầu là 22. Hôm nay vàng mã số 1 này giao lưu với cô chú anh chị giá 500.000 đồng ạ. Cây bao xếp bao sống rồi với cô chú anh chị. Dạ 500 nha cô chú anh chị ha. Dạ. Số 2 ạ. Số 2 cây trực lắc có cành đều luôn ha cô chú anh chị nha. Có cái củ còn do luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi em xin số đo luôn ha bà chủ. Bình thân có cây là 15. Dạ em xin cái củ luôn nha. Đôi này. Xin đổi cái cũ. Rồi. Cái cũ có cây là 31. Dạ rồi. Cốt cành có đều nha cô chú anh chị. Chiều cao có cây là 65. Dạ. Đường kính bầu có cây là 25. Hôm nay vàng mã số 2 thì giao lưu với cô chú anh chị giá 450.000. Dạ 450 nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Dạ tiếp theo là mã số 3 ạ. Số 3, cây này cũng thân dặn rắc luôn nha cô chú anh chị. Đế cũng có củ đế luôn nha. Dạ rồi. Hoành thân có cây 13. Chiều cao có cây là 41. Đường kính bầu có cây là 25. Dạ. Hôm nay vàng mã số 3 giao lưu với cô chú anh chị giá 350.000. Rồi 350. Cái này mình có bao xếp không hết chứ? Cây bao xếp bao sống nha. Rồi em đổi ha. Tiếp theo là mã số 4. Cây này thì có cốt cành thân lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Lô mai này bông từ 8-9 cánh nha với cô chú anh chị. Dạ. Bông đẹp. Cây này đế xổm nôm đế đều mà còn rễ bự nha cô chú nha. Rồi em xin số đo luôn nha chú. Quanh thân của cây là 16. Dạ. Chiều cao của cây là 68. Đường kính bầu của cây là 34. Phô mai vàng mã số 4 giao lưu quý cô chú anh chị giá 500.000 đồng. Dạ 500 nha cô chú anh chị. Đế nôm đều luôn ạ. Dạ. Tiếp theo là mã số 5. Cây trực lắc nhẹ nha cô chú. Cốt cành tứ diện luôn ạ. Dạ rồi em xin số đo luôn ha. Bình thân 18. Dạ. Chiều cao có cây là 40. Đường kính bầu là 28. Mã số 5 thì giao lưu với cô chú anh chị giá 400.000 đồng. Dạ 400.000 nha cô chú anh chị. Rồi số 6. Tiếp theo là mã số 6. Rồi hàng bonsai nha cô chú anh chị ha. Cái cây nó dặn đế quái quái lắm ha cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân cây 15. Dạ. Chiều cao của cây là 20. Đường kính bầu của cây là 33. Hôm nay vàng mã số 6 này giao lưu với cô chú với anh chị là 400.000 đồng. Dạ 400.000 nha cô chú anh chị. Mã số dạ, 7. Tiếp theo là mã số 7. Cây này có cành tứ diện luôn cô chú anh chị. Cây không mới làm chưa kỳ rửa thì cho quý cô chú anh chị. Dạ rồi.
Bản thân 15. Dạ. Chiều cao của cây là 43. Đường kính màu của cây là 25 ạ. Con mây vàng mã số 7 giao lưu với cô chú anh chị giá 400.000 đồng. Dạ, 400.000 mã số 7. Dạ, số 8. Đây là mã số 8 ạ. Một em đến nơm nha cô chú anh chị. Để sổng cao nha cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo 3 dòng hơn nha bà chủ. Hoành thân 13. Chiều cao em đo luôn bộ đế là 29. Đường kính màu của cây là 35. Dạ. Đo bộ đế xổm lên chỗ cái cụm này là 19. Đế sổ 19 nha cô chú ha. Phong mây vàng mã số 8 này giao lưu với cô chú anh chị giá 550.000. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo là mã số 9 đó. Cây này cũng thân lắc cốt cành khá nha cô chú anh chị. Dạ, đế cũng có đế trần luôn nha. Dạ rồi. Hoành thân của cây là 17. Chiều cao cây 48. Đường kính màu của cây là 29. Phong mây vàng mã số 9 này giao lưu với cô chú anh chị giá 450.000 nha. Dạ, cây bao ship bao sóng tàu quốc với cô chú anh chị. Xin nhắc lại là số điện thoại còn là 0937656767, số Zalo cũng số đó luôn nha. Dạ. Dạ. Em đổi cây luôn nha. Mã số 10. Dạ, tiếp theo mã số 10. Cây phong cao trực lắc nha quý cô chú anh chị. Dạ, đế cũng bỏ đều trên cô chú anh chị nha. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Hoành thân là 13. Chiều cao của cây là 85. Đường kính bầu của cây là 32. Cái bầu bao nhiêu thì đế nó trải ra bao nhiêu quý cô chú anh chị. Dạ. Phong mây vàng mã số 10 giao lưu với cô chú anh chị giá 500.000 đồng. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 11. 11, một cây trực lắc luôn nha cô chú anh chị. Cây mới làm chưa kỳ rửa nha cô chú anh chị. Đế nơi mà nó bơm đế nha cô chú nha. Dạ rồi. Hoành thân của cây là 14. Chiều cao của cây là 44. Đường kính bầu của cây là 23. Phô mai vàng mã số 11 thì giao lưu quý cô chú anh chị giá 450.000. Dạ. Mã số 12. Hàng mua sai để bàn nha cô chú anh chị. Đế bỏ đều hết trơn nha cô chú ha. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Dạ, hoành thân của cây là 16. Dạ. Chiều cao của cây là 22. Đường kính bầu là 34. Mã số 12 này giao lưu với cô chú anh chị giá 550.000 ạ. Dạ, 550 nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã số 13 phải không chứ? 13. Dạ, tiếp theo là mã số 13 ạ. Dạ, 13 trực lắc phong cao ha cô chú anh chị. Dạ, đế nó gồm đế nha cô chú nha. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Hoành thân cây là 14. Chiều cao của cây là 66. Đường kính bầu của cây là 21. Con mây vàng mã số 13 này giao lưu với cô chú anh chị giá 400.000 đồng ạ. Dạ, 400.000 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 14. Dạ, cây này có gọng chữ C nhìn cũng duyên lắm nha cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn ha. Đế cũng khá đế nha cô chú. Hoành thân của cây là 17. Chiều cao của cây là 34. Đường kính bầu của cây là 20. Hôm nay vàng mã số 14 này giao lưu với cô chú anh chị giá 450.000 nha. Dạ. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 15.
Cây này cũng nhỏ gọn mà đế ok luôn nha cô chú anh chị. Dạ, em xin xếp hai ba dòng luôn ạ. Hoành thân của cây là 15. Chiều cao của cây là 32. Đường kính bầu của cây là 25. Và mây vàng mã số 15 này Zalo quý của chú anh chị giá 450.000 nha. Dạ. Dạ ạ. Mã số 16. Tiếp theo là mã số 16. Cây này cũng thân lắc lượng luôn cô chú anh chị ha. Đế cũng khá đế luôn à. Dạ rồi. Hoành thân cây là 12. Chiều cao của cây là 51. Đường kính bầu của cây là 24. Cây này nhỏ nhưng mà đế này đế quá luôn các anh chị. Mã số 16 là Zalo quý của chú anh chị giá 350.000. Mã số 17. Mã số 17 luôn các anh chị. Cây này cũng trực lát phơm cao của chú anh chị ha. Cốt cành cũng khá luôn à. Dạ rồi. Hoành thân của cây là 18. Đường kính bầu của cây là 26. Chiều cao của cây là 65. Phô mai vàng mã số 17 này Zalo quý cô chú anh chị giá 500.000 đồng. Dạ 500 nha quý cô chú anh chị ha. Tiếp theo là mã số 18 quý cô chú anh chị. Dạ, cây này mình trồng chơi dán bài hồi đầu luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi em xin phép ra luôn ha. Hoành thân em đó đây nữa cô chú anh chị. Hoành thân là 15. Dạ. Chiều cao của cây là 29. Đường kính bầu của cây là 27. Phô mai vàng mã số 18 Zalo quý cô chú anh chị giá 450.000 nha. Dạ 450 nha cô chú anh chị ha. Mã số 19. Tiếp theo mã số 19 nha quý chú anh chị. Cây hoành không có lớn lắm nhưng mà nó mỗi cây mỗi dáng nha, đá quái quái có cành luôn ha cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin xuống luôn à. Hoành thân của cây là 12. Đo cái chiều bay ha. Chiều bay của cây là 29. Đường kính bầu là 24. Bầu nhiêu là đế nhiêu luôn á cô chú anh chị. Dạ, mã số 19 giao luôn á cô chú anh chị giá 400.000 đồng. Dạ đó. Dạ tiếp theo là mã số 20. Dạ, thân dặn lắp đế cũng khá đế nha cô chú anh chị nha. Đấy. Ở đây nó giống như có cái thiệu, giống như cây nó bẻ dặn lại nhưng mà nó lành nhiều quá cô chú anh chị. Hai bên. Trời, em xin xếp đây luôn nha. Hoành thân của cây là 14. Chiều cao của cây là 38. Đường kính bầu của cây là 23. Hôm nay vàng mã số 20 thì Zalo quý chú anh chị là giá 400.000 đồng. Dạ. Dạ, 21. Dạ, tiếp theo là mã số 21. Cây này cũng dặn lắc, cũng đế, đế nôm nôm mà nó gom đế nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Ủa đế bạc. Hoành thân của cây là 14. Chiều cao của cây là 43. Đường kính bầu của cây là 24. Hôm nay vàng mã số 21 là Zalo quý cô chú anh chị giá 500.000 đồng. Dạ, 500 nha cô chú anh chị. Đây là mã số 22. Dạ, đế cũng khá nha cô chú, dáng nó ba siêu siêu bye bye luôn ha. Dạ, em xin xếp lại luôn nè. Hoành thân của cây là 14. Dạ. Chiều cao cây là 28. Đường kính bầu là 23. Mã số 22 này Zalo quý cô chú anh chị là giá 400.000 đồng nha. Dạ rồi. Xe là mã số 23. 23. Thân lắc mà có cốt cành nha cô chú anh chị ha. Này đế nó hơi sởm nhẹ nha cô chú anh chị, mà nó gom nào đế luôn. Dạ rồi.
Quanh thân là 14. Dạ. Chiều cao của cây là 53. Đường kính bầu là 25. Phô mai vàng mã số 23 giao lưu với chú anh chị giá 450.000. Dạ rồi. 24. Tiếp theo là mã số 24 với chú anh chị. Này đế khá là đều nha cô chú nha. Có củ có đế luôn à. Dạ. Mình thân của cây là 14. Chiều cao của cây là 30. Đo cái củ đế cho mấy chú anh chị coi. Củ đế nó 40. Đường kính bầu nó là 25. Hôm nay vàng mã số 24 giao lưu quý chú anh chị giá 450.000. Dạ. Dạ. 25. Dạ, tiếp theo là mã số 25 ạ. Dán nó lết lết luôn cô chú anh chị nha. Giống như dán thú luôn cô chú anh chị. Thú cái đang nằm. Cái này khác ra nó có đế nè, cô chú anh chị có chân trước luôn ha. Dạ, em xin cái đây nè. Hoành thân của cây là 14. Chiều cao cây là 22. Đường kính bầu là 26. Con mai vàng mã số 25 giao lưu với chú Tú anh chị giá 450.000. Dạ, dạ. Tiếp theo mã số 26 với chú Tú anh chị. 26. Dạ, em xin giá luôn, em xin thông số luôn nha. Quanh thân của cây là 15. Chiều cao của cây là 29. Đường kính bầu của cây là 26. Con mai vàng mã số 26 này giao lưu quý của chú anh chị giá 450.000. Dạ. Dạ, mã 27. Tiếp theo là mã số 27 của chú anh chị. Em xin thông số luôn nha. Hoành thân của cây là 14. Đâu có chiều bay của cây của chú anh chị. Chiều bay của cây là 29. Đường kính bầu là 22. Con mai vàng mã số 27 giao lưu với chú anh chị giá 400.000. Dạ. Này, mã số 28. Tiếp theo là mã số 28 là phôi mai tứ quý giao quý của chú anh chị. Tứ quý phơm cao có cốt cành luôn ha cô chú anh chị. Đế đế như sò mì vậy đó cô chú anh chị ha. Nó non non nó lọn lọn bầu nha cô chú. Dạ rồi, em xin số ra 3 dòng nha chú. Hoành thân của cây là 22. Dạ. Chiều cao của cây là 95. Đường kính bầu của cây là 344. Hôm mai tứ quý mã số 28 giao lưu quý cô chú anh chị giá 1.800.000 đồng. Dạ 1.800.000 nha cô chú anh chị ha. Cây bao xếp bao sống giao quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ. 29. Tiếp theo là mã số 29 giao quý cô chú anh chị. Đế nó gồm củ đế nha cô chú ha. Dạ rồi. Hoành thân của cây là 19. Chiều cao của cây là 25. Đường kính bầu của cây là 22. Phôi mai vàng cũng là mã phôi mai vàng mã số 29 cũng là mã số cuối luôn quý cô chú anh chị. Dạ. Phôi vàng mã số 29 giao lưu quý cô chú anh chị giá 400.000 đồng. Dạ rồi, 400.000. Cuối clip luôn cô chú anh chị ha. Bà chủ có muốn nói gì thêm bà chủ? Cuối clip kính chúc quý cô chú anh chị xem clip tập vui vẻ. Mong quý cô chú anh chị xem clip và ủng hộ clip cho con ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ, rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.